Rồi, xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Tahiko. Ngày hôm nay mình em sẽ hiện tại là đang giải phẫu một cái con máy rửa xe gia đình ở đây, dòng máy mini. Thì cái máy này nó thích hợp cho việc gia đình mình sử dụng để rửa xe, xịt sân rồi các nhu cầu cá nhân khác trong việc rửa xịt. Thì máy này thì hiện tại bên em đang có chương trình là khuyến mãi luôn cả bình bọt phun nha. Rồi, trong thời gian qua thì bên em có tổng hợp được một số ít câu hỏi liên quan về cách chăm nhớt, rồi cũng như là máy bị mất điện, máy rửa xe mini của mình nó không tự ngắt được khi mà mình nhả cái cò súng á. Thì bây giờ là thứ nhất là về cái chăm nhớt. Thì đây mình lật mặt con máy ngược lên mình thấy ngay chỗ này đây, con ốc mà chăm xả nhớt ở đây. Máy xe mini nó nhẹ thì mình khi chăm nhớt thì mình lật lên mình chăm vào thôi. Tiếp theo là cái không tự ngắt thì nó sẽ liên quan đến cái rờ le này đây. Có thể trong quá trình mình sử dụng á, nó cũng sẽ bị xúc những cái dây của thằng rờ le ra như thế này đây, ở những cái tiếp điểm này xúc ra hoặc là đứt dây đó, hoặc là cái tiếp điểm ở trong đây á nó không còn tốt nữa là một. Thứ hai là về cái cây kim chỉnh áp trong này nó bị gãy thì nó không đá được cái công tắc hành trình trong đây, điện nó không về được thì đâm ra là máy mình nó cũng không tự ngắt được. Anh chị mà có nhu cầu sửa chữa và thay thế linh kiện và máy rửa xe mini á, thì chút nữa ở cuối video nó có số điện thoại, thông tin, địa chỉ liên hệ á. Dạ, thì có thể liên hệ để được tư vấn hỗ trợ sớm nhất nha. Rồi tiếp theo là về các phần không vào điện thì cũng thể là do thằng này như vừa nói. Thứ hai nữa có thể là do nó bị cháy tụ, cháy mất cái tụ đề. Thì cháy tụ đề này mình có thể liên hệ bên công ty hoặc là có thể tự ra mua cái tụ đề mà có thông số đây, ngoài các tiệm điện nước ấy, có bán. Rồi thứ hai nữa là về thứ ba chứ, đó là về dây điện, cái thể điện nguồn nó vào cái dắt cắm này nè. Tại quá trình mình sử dụng mình lôi dây, mình giật dây như thế nào đó, nó tuột ra và nó bị đứt cháy mấy cái công tắc như thế này, hoặc cháy motor thì á máy mình cũng không vào điện được, không sử dụng được. Thì đó là một số cái kinh nghiệm mà bên em tích lũy được trong thời gian làm việc vừa qua, và cũng xin phép và chia sẻ với anh chị là như đó. Em biết chị em nói đó thôi, mong anh biết rồi thì có thể comment thêm bên dưới để anh em có thể học hỏi và nâng cao tay nghề hơn, để hướng dẫn các anh chị khác xài nó tốt hơn nha. Thì đó là các nguyên nhân mà bọn em thường giải quyết cho sửa chữa máy cho khách là về cái máy rửa xe mini gia đình này. Rồi hẹn gặp các anh chị trong các video tiếp theo nha.